Đây không phải là nơi ông sinh ra, nhưng đây là nơi J.D. Vance gọi là quê nhà, thành phố Jackson, Kentucky. Khi cầu hôn vợ, tôi nói, em yêu, anh mang theo khoản nợ trường luật trị giá 120.000 đô la và một khoảnh đất nghĩa trang trên sườn núi ở phía đông Kentucky. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Bà của Vance còn được biết đến với tên gọi là Mamaw. He always came down here. Cậu ấy luôn tới đây với Mamaw của cậu. Bà ấy dẫn cậu ta lên núi để trải nghiệm cuộc sống ở trên đó và rõ ràng là cậu ta thích nó. Ông sinh ra ở Middletown, Ohio và được nuôi dưỡng chủ yếu bởi Mamaw, nghiêm khắc, người hay văng tục và thủ sẵn 19 khẩu súng ngắn đã nạp đạn trong nhà. Khi đó lấy họ của cha dượng, J.D. Hamel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên, trở thành phó chủ tịch hội học sinh trường cấp 3 Middletown. Ông từng tham gia lực lượng thủy quân lục chiến và sau đó tốt nghiệp hạng ưu tại Đại học bang Ohio. Rồi sau đó là Đại học Yale, nên Vance yêu cô bạn học cùng khoa luật, Usha Chilukuri, vợ tương lai của ông. James Imers, bạn đại học của Vance, nói ông biết rõ cả hai người. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã giúp J.D. quyết định điều mình muốn làm, định hình con đường tương lai của cậu ấy sau khi tốt nghiệp trường luật. Vance được cả nước biết tới thông qua cuốn hồi ký ăn khách xuất bản năm 2016, rồi sau này được chuyển thể thành bộ phim Hillbilly Elegy, nói về tầng lớp lao động của Mỹ. But you got to decide you want to be somebody or not. Với sự ủng hộ của cựu Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance, chàng trai đến từ Ohio với một tình yêu dành cho Kentucky, đã được bầu làm thượng nghị sĩ bang Ohio, và nhanh chóng 2 năm sau. J.D. Vance, to be the next Vice President of the United States. Trump đã chọn Vance làm người đồng tranh cử, nhưng ông ấy đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, từng gọi Trump là một kẻ tệ hại và tự nhận mình là một người chưa bao giờ thích Trump. Bây giờ với tư cách là ứng viên, các chính sách của Vance phản ánh chính sách của Trump. Và khi được hỏi cựu Tổng thống có thua trong cuộc bầu cử năm 2020 không? Không, tôi nghĩ rằng có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong năm 2020. Còn Donald Trump có thất cử hay không hả? Tôi sẽ không dùng từ đó. Vance có quan điểm diều hâu đối với Trung Quốc và Đông Á, phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và... Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về xung đột Israel-Hamas, ông nói: Kamala Harris một mặt nói là rất quan ngại trước tổn thất của thường dân, nhưng rồi bà ấy lại từ chối cung cấp cho Israel những loại vũ khí cho phép họ giảm thiểu tối đa thương vong dân thường. Quê hương Middletown của Vance phần lớn ủng hộ Trump. Steve Dillman là người trao cho Vance công việc đầu tiên ở tuổi 16. Tôi tự hào khi chứng kiến những gì cậu ấy đã đạt được và tôi cảm thấy vui khi mình góp một phần vào quá trình đó. Cậu ấy là một người con của khu phố McKinley và giờ đây có khả năng trở thành phó tổng thống của Hoa Kỳ. Nếu đắc cử ở tuổi 40, Vance sẽ trở thành phó tổng thống trẻ thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Let's get to work and make it happen. God bless you all. Thanks for having me.